Hôm nay Hoàng Hưng quay giá cả cà phê tiêu. Lúc này là 10 giờ. Cà phê bị tiêu. Hôm nay thứ hai cà phê đứng giá. Cà phê bằng giá hôm qua chủ nhật. Đây là cà vị tiêu lượng lồng phải lượm ra đây này, cà tiêu lượng lồng này phải lượm miếng tầm cám này phải ra quay. Rồi to kìa. Quay đây cho thầy sổ điện thoại cho mọi người. Nhưng người không phải số điện thoại trên bảng phước bọn mọi người có nha. Chào rồi cả. Dạ hả? Chờ lên dạ chú. Rồi dạ cả rõ ràng đây. Cà phê 325 tiêu bông sáu tròn 46 bên đây có cái biển. Rồi, mọi người nhìn kỹ giá cả nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video, theo dõi giá hàng ngày. Cảm ơn mọi người nhiều. Xin cảm ơn.